Yeah.
sao cháu? Hả? Sao đi? Cháu nằm đây. Con nhà nào này? Nhà ở đâu? Dậy thế nào? Ui, đau bụng à hay sao ấy? Hả? Đau bụng á? Ăn cái gì mà đau bụng? Nhà ở đâu? Đứa này thì cứ bốc nghịch thế này thôi, bố mẹ đâu mà để con như này. Làm sao bụng kêu đau ăn cái quả gì đâu, quả kia ạ. Ui dồi ôi, không ăn được quả đấy đâu. Con nhà nào bố mẹ để như thế này. Ui. Con đau bụng nhiều không, dậy thế nào? Dậy được không? Đi đưa về. Đau bụng à? Đau bụng không đi được nữa à? Chết dở rồi. Nào lên lưng đi, chú cóng đi. Nào, nhanh lên. Sữa chú lấy cho uống nhé. Ăn còn đau bụng nhiều không? Về lớp, về lớp. Ăn kẹo gì nữa không? Ừ, cái đấy làm giá 80. Kẹo gì nữa không? Nhiều lắm, 10 năm đó mà. Đây, ăn bánh mì đi, có chưa? Này, bóc lên để ăn nữa đi. Này, em ăn cái này trước đi. Để em bé ăn cái này. Đây, em bé ăn đi này, mình đói quá hay sao ấy. Đây, ăn đi. Ăn đi, con ăn đi.
ăn cái này mà, để cho chị ăn cái này chứ. Không được ăn cơm rồi. 2 ngày rồi á? Sữa đi. Bánh mì của con đâu? Thêm hết sữa đi. Còn một này đem về cho em. Em không ăn được mày ăn nốt đi. Cái này đem về nhá. Thì đói ăn nhá. Không dạ. Bé đói quá hay sao? Đây cho vào đây. Em bé cho vào đây đi. Bé cháu ấy chưa được hết đau bụng chưa? Đi được không? Đi. Đi. Nó chưa? Đi gọn vào trong này một cái xe đấy, chỉ xe qua lại. Đến nhà chú trước đã nhá. Hôm mai chú mới đưa về được. Ở đây rồi đi.
cho em bé ở đấy nhá. Kìa. À, xuống đây chơi nhá. Con gà nhá. Con gà đâu rồi?